Trúc Huỳnh mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 2 tháng 7 thông báo Mỹ sắp công bố đợt viện trợ an ninh mới trị giá hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ này gồm vũ khí chống tăng, tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không. Washington cũng sẽ đẩy nhanh việc mua tên lửa NASAMS và tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Thông báo được đưa ra khi ông Austin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tại Lầu Năm Góc. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cung cấp hơn 50 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine từ năm 2022. Tuần trước, Nhà Trắng thông báo sẽ gửi 150 triệu đô la Mỹ vũ khí và đạn dược cho Kiev, gồm các tên lửa phòng không Hawk và đạn pháo 155mm. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Ollongren trong lá thư gửi Quốc hội được công bố ngày 1 tháng 7 cho biết chính phủ đã hoàn tất khâu chuẩn bị và sẽ sớm chuyển chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Hà Lan là một trong những nước hứa cung cấp loại máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Theo bà Ollongren, đợt đầu tiên trong số 24 chiếc F-16 mà Hà Lan hứa sẽ sớm được chuyển đến Ukraine. Giữa lúc nhiều đồng minh phương Tây tiếp tục ồ ạt viện trợ cho Ukraine, thì trong chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Hungary, nước hiện là thành viên NATO, lại thẳng thắn tuyên bố rằng cuộc xung đột đang xảy ra không phải cuộc chiến của chúng tôi. Vì sao ông Viktor Orbán lại nói như vậy? Trong hình mời quý vị cùng tìm hiểu. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kiev hôm 2 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đưa ra một thông điệp rõ ràng về cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Tôi đã đề nghị Tổng thống Volodymyr Zelensky suy nghĩ xem liệu chúng ta có thể đảo ngược thứ tự hay không và đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách thực hiện lệnh ngừng bắn trước. Lệnh ngừng bắn có thời hạn sẽ tạo cơ hội để đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi đã tìm hiểu khả năng này với Tổng thống và tôi biết ơn vì câu trả lời và cách đàm phán thật lòng của ông ấy. Ông Orbán có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin so với các nhà lãnh đạo EU khác và đã chỉ trích thẳng thắn viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Ông đã hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm đầu tiên tới Kiev sau hơn một thập niên. Chúng tôi muốn làm cho mối quan hệ giữa hai nước tốt đẹp hơn. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận song phương rộng rãi với Ukraine, tương tự như những thỏa thuận mà chúng tôi đã ký với các nước láng giềng. Chúng tôi rất vui được tham gia vào quá trình hiện đại hóa nền kinh tế của Ukraine. Chúng tôi muốn có một khuôn khổ có trật tự cho việc này. Ông cũng cho biết ông đánh giá cao nỗ lực của Kiev trong việc thúc đẩy tầm nhìn hòa bình của ông Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh quốc tế vào tháng 6. Tổng thống Ukraine đã không trả lời những bình luận đó. Mối quan hệ giữa hai nước láng giềng này trở nên căng thẳng nặng nề sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Budapest thường phản đối những nỗ lực của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ Kiev. Đầu năm nay, các nhà lãnh đạo EU phải mất nhiều tuần để phá vỡ quyền phủ quyết của ông Orbán nhằm có thêm khoản viện trợ mới hơn 50 tỷ euro cho Ukraine. Dưới thời Thủ tướng Orbán, Hungary đã nhiều lần cáo buộc Ukraine hạn chế quyền của khoảng 150.000 người dân tộc Hungary sống ở vùng viễn Tây Ukraine. Ukraine phủ nhận điều này và nói rằng họ sẵn sàng giải quyết mọi quan ngại. Kiev mong muốn có được sự ủng hộ của Hungary vì nước này phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ tài chính và quân sự từ 27 thành viên EU. Thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Ukraine hôm 2 tháng 7 cho biết Kiev hiện không đồng ý thỏa hiệp với Nga và cũng không muốn nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột. Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là ông Andriy Yermak đã đưa ra câu trả lời trên khi được hỏi về tuyên bố của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột. Ông Yermak nói với các phóng viên trong chuyến thăm Washington rằng Kiev sẽ lắng nghe bất kỳ lời khuyên nào về cách đạt được hòa bình công bằng trong xung đột. Nhưng ông nhấn mạnh Ukraine chưa sẵn sàng thỏa hiệp vì những điều và giá trị rất quan trọng, độc lập, tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền. Bình luận của ông Yermak được đưa ra trong bối cảnh Kiev không có bước tiến nào đáng kể trên chiến trường mà lại đang trên bờ vực vỡ nợ. Ukraine còn thời hạn đến 1 tháng 8 để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về tái cơ cấu để tránh vỡ nợ, trong khi vẫn cần thêm số tiền lớn dành cho các nỗ lực phục hồi quan trọng. Theo đó, những chủ nợ đã đồng ý để Ukraine tạm ngưng trả nợ trong 2 năm, nhưng thời hạn trả nợ cho các trái chủ tư nhân nước ngoài sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 8 tới, khiến nước này chỉ còn thời gian ngắn để tránh vỡ nợ. Theo tờ The Economist, trường hợp Ukraine vỡ nợ có thể làm ảnh hưởng niềm tin của nhà đầu tư sẽ là thảm họa đối với sự phục hồi sau chiến tranh, cũng như làm phức tạp khả năng tiếp cận thị trường tài chính trong tương lai của Ukraine.
Ukraine đã đề xuất một thỏa thuận để giảm 60% giá trị nợ hiện tại, trong khi các chủ nợ cho rằng 22% là hợp lý hơn. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF muốn đạt thỏa thuận với Ukraine về giảm nợ, nhưng khó có thể đạt được thỏa thuận trong khung thời gian sẵn có. Ukraine đang cần hỗ trợ tài chính khẩn cấp, mặc dù các đồng minh viện trợ rất nhiều nhưng lại ở dạng vũ khí và tài trợ có mục tiêu chứ không phải tiền mặt. EU đã cam kết nhiều hơn nhưng con số này vẫn chỉ là 38 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm. Theo IMF, Ukraine sẽ chỉ xoay sở được nếu thực hiện việc tái cơ cấu triệt để mà các trái chủ đã từ chối. Nếu không đạt được thỏa thuận tái cơ cấu, Ukraine sẽ có hai lựa chọn là thu xếp gia hạn thời gian tạm hoãn trả nợ hoặc vỡ nợ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Vadim Baten cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak hôm 2 tháng 7 đã thảo luận về ý định của các thành viên NATO nhằm đưa Ukraine tiến gần hơn với liên minh. Cuộc gặp của họ ở Washington diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới. Tại đây, Ukraine hy vọng sẽ nhận được nhiều đảm bảo hơn từ liên minh về tấm vé thành viên. Ông Blinken cho biết Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO và hội nghị thượng đỉnh sẽ giúp xây cầu để Kiev đạt được điều đó. Ông Baten nói, họ đã nói về một số vấn đề, bao gồm hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Washington và ý định của các đồng minh nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên NATO. Cũng tại cuộc gặp, ông Blinken và ông Yermak đã thảo luận về những nỗ lực của G7 nhằm tăng cường khả năng phục hồi của mạng lưới năng lượng của Ukraine. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị, lực lượng Houthi mới đây tuyên bố đã tấn công một địa điểm ở Israel. Điều đáng lưu ý là Houthi tuyên bố đang phối hợp với các nhóm vũ trang ở Iraq để tấn công Israel nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine ở Gaza. Cụ thể ra sao? Trung Huỳnh mời quý vị cùng tìm hiểu qua video sau đây. Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 2 tháng 7 tuyên bố họ cùng với lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành một chiến dịch quân sự chung, tấn công một mục tiêu quan trọng ở thành phố Haifa của Israel. Phát ngôn viên Houthi Yahya Sareh tuyên bố trên truyền hình rằng chiến dịch quân sự nói trên đã được thực hiện với một số tên lửa có cánh mà không nêu rõ mục tiêu bị tấn công. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Israel. Trước đó, ông Sareh ngày 25 tháng 4 tuyên bố Houthi đã phóng một số tên lửa đạn đạo và tên lửa có cánh vào một số mục tiêu ở thành phố cảng Eilat của Israel. Hôm 1 tháng 7, Houthi tuyên bố tiến hành 4 hoạt động quân sự nhằm vào 4 tàu ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Địa Trung Hải, cũng như Ấn Độ Dương, có liên kết với Mỹ, Anh và Israel. Cuộc tấn công thứ nhất nhằm vào tàu MSC Unific của Israel ở Biển Ả Rập. Hoạt động thứ hai nhằm vào tàu dầu Delonix của Mỹ, là lần thứ hai tàu này bị tấn công trong tuần này ở Biển Đỏ. Hai cuộc tấn công còn lại nhằm vào tàu Anvil Point của Anh ở Ấn Độ Dương và tàu Lucky Sailor ở Địa Trung Hải. Houthi bắt đầu tấn công nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ vào tháng 11 năm 2023 với lập luận những cuộc tấn công như thế nhằm thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza trong cuộc xung đột Hamas-Israel. Trong hàng chục cuộc tấn công, Houthi đã đánh chìm hai tàu, bắt giữ một chiếc tàu khác và giết chết ít nhất 3 thủy thủ. Vào tháng 12 năm 2023, Mỹ đã triển khai kế hoạch đa quốc gia nhằm bảo vệ các tàu thương mại, bao gồm đẩy lùi các mối đe dọa trên biển và trên không. Mỹ và Anh cũng thường tổ chức các đợt tập kích trực tiếp vào cơ sở hạ tầng của Houthi tại Yemen. Theo đó, Houthi đã tuyên bố lợi ích của Mỹ và Anh cũng là mục tiêu hợp pháp. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Phó Thủ lĩnh Hezbollah Sheikh Naam Qassem nói rằng con đường chắc chắn duy nhất dẫn đến ngừng bắn ở biên giới Israel-Liban là lệnh ngừng bắn hoàn toàn cho cuộc xung đột Hamas-Israel ở dải Gaza. Ông Qassem nhấn mạnh, nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi sẽ dừng lại mà không có bất kỳ cuộc thỏa thuận nào. Ông Qassem nói rằng sự tham gia của Hezbollah trong cuộc xung đột Hamas-Israel có thể xem như một mặt trận hỗ trợ cho đồng minh của họ là Hamas, và nếu xung đột dừng lại, sự hỗ trợ quân sự này sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên, ông Qassem nhấn mạnh nếu Israel chỉ thu hẹp lại các hoạt động quân sự mà không có thỏa thuận ngừng bắn chính thức và không rút quân hoàn toàn khỏi Gaza, thì những tác động đối với xung đột biên giới Israel-Liban sẽ ít rõ ràng hơn. Như quý vị cũng đã biết, thì các bên hòa giải quốc tế cũng đang cố gắng đạt được một thỏa thuận nhằm đảm bảo các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza được thả và đạt được một số hình thức ngừng bắn. Tuy nhiên, giữa Israel và Hamas còn bất đồng về mức độ tạm dừng trong giao tranh. Hamas đã yêu cầu kết thúc xung đột, chứ không chỉ là tạm dừng giao tranh. Ngược lại, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối cam kết chấm dứt vĩnh viễn xung đột cho đến khi Israel thực hiện được mục tiêu là tiêu diệt khả năng quản lý và quân sự của Hamas, đồng thời đưa 120 con tin vẫn còn bị Hamas giam giữ về nước. Trong hôm qua 2 tháng 7, lực lượng Israel tiếp tục ném bom một số khu vực ở phía nam dải Gaza, buộc hàng ngàn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa. Israel đã ném bom một số khu vực ở phía nam dải Gaza hôm 2 tháng 7 trong khuôn khổ hoạt động tấn công có thể là cuối cùng của quân đội Israel sau 9 tháng chiến tranh.
Cuộc không kích diễn ra sau khi Israel ra lệnh cho cư dân ở một số thị trấn và làng mạc xung quanh Khan Yunis và Rafah phải sơ tán vào ngày trước đó. Việc sơ tán trên quy mô lớn như vậy sẽ chỉ làm gia tăng thêm nỗi thống khổ của người dân và đẩy nhu cầu cứu trợ nhân đạo lên cao hơn nữa. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephen Dujarric cho biết đây là lệnh sơ tán lớn nhất ở dải Gaza kể từ khi 1,1 triệu người được yêu cầu rời khỏi miền Bắc của vùng lãnh thổ hồi tháng 10 năm 2023, dựa trên số liệu từ Cơ quan Tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc UNRWA. Mọi người phải đối mặt với lựa chọn quá khó, hoặc là phải di tản đến những khu vực hầu như không có chỗ trống, hoặc hạ tầng xã hội, hoặc phải ở lại một khu vực mà họ biết rằng sẽ diễn ra giao tranh. Với không ít người, đó có thể sẽ là lần di tản thứ hai, thậm chí là thứ ba. Hàng ngàn người không thực hiện lệnh sơ tán đã buộc phải rời khỏi nhà vào giữa đêm trong cuộc ném bom của Israel. Bệnh viện châu Âu ở Khan Yunis, nơi đã cung cấp dịch vụ y tế liên tục mỗi ngày kể từ khi bắt đầu chiến tranh, cũng đã buộc phải sơ tán. Một người cha có con gái bị bệnh đang được điều trị cho biết bệnh viện này là hy vọng cuối cùng của họ vì nhiều cơ sở y tế khác đã bị phá hủy. Ông nói bất kỳ ai bị thương đều sẽ chết. Các nhà lãnh đạo Israel cho biết họ đang kết thúc giai đoạn giao tranh dữ dội chống lại Hamas, là nhóm Hồi giáo đã quản trị Gaza từ năm 2007, và quân đội Israel sẽ sớm chuyển sang các hoạt động có mục tiêu hơn. Cuộc chiến ở Gaza bắt đầu khi Hamas tràn vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và cướp đi sinh mạng của khoảng 250 con tin, theo số liệu của Israel. Cuộc tấn công trả đũa do Israel phát động đã giết chết gần 38.000 người, theo Bộ Y tế Gaza, và đã biến vùng đất ven biển này thành chốn hoang tàn, đổ nát. Một quan chức Nhà Trắng hôm 2 tháng 7 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ gặp nhau tại Washington vào cuối tháng 7. Ông Netanyahu dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ vào ngày 24 tháng 7 trong chuyến thăm Washington. Ông sẽ phát biểu trong một phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện. Trong khi Mỹ duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Israel cả về mặt ngoại giao và cung cấp vũ khí trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza, ông Biden đôi khi bày tỏ lo ngại về hành vi của Israel. Tổng thống Mỹ từng gọi chiến dịch ném bom của Israel ở Gaza là bừa bãi. Trong cuộc gọi với Thủ tướng Netanyahu vào tháng 4 sau vụ sát hại các nhân viên cứu trợ, ông Biden kêu gọi Israel thực hiện thêm nhiều biện pháp để bảo vệ dân thường ở Gaza, đồng thời cho biết chính sách của Mỹ có thể thay đổi theo cách khác. Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích ông Biden về điều này và cho biết đã kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho Israel. Ngược lại, nhiều thành viên thuộc đảng Dân Chủ của ông Biden lại chỉ trích chính quyền đương kim tổng thống đang đồng lõa với các hành động giết hại dân thường của Israel. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, quân đội Mỹ đã điều 12 xe tác chiến đổ bộ đến Nhật Bản. Cụ thể ra sao thì Trung Huỳnh mời quý vị cùng tìm hiểu. Thủy quân lục chiến Mỹ đã nhận được 12 xe tác chiến đổ bộ mới tại cảng thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào cuối tuần qua. Báo Stars and Stripes của quân đội Mỹ hôm 1 tháng 7 dẫn thông cáo báo chí từ Thủy quân lục chiến Mỹ cho hay số xe tác chiến đổ bộ, tức ACV, đã đến cảng quân sự Naha hôm 29 tháng 6 để gia nhập lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3. Đây là loại xe bọc thép chở quân 8 bánh được thiết kế để đưa binh sĩ đổ bộ từ tàu vào bờ và sẽ thay thế đội xe đổ bộ cũ. Việc đưa ACV đến Okinawa để biên chế cho lực lượng viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3 trùng với thời điểm Thủy quân lục chiến Mỹ tập trung vào việc trang bị lại để đối phó Trung Quốc. Chiến lược của Thủy quân lục chiến Mỹ là tập trung giành các đảo trong tầm hỏa lực của đối phương và ngăn cản lực lượng của đối phương tiếp cận các eo biển quan trọng. Chỉ huy lực lượng ông Roger Turner nói, việc nâng cấp đơn vị bằng các phương tiện tác chiến đổ bộ mới sẽ tăng cường hơn nữa khả năng hỗ trợ, những nỗ lực răn đe và ứng phó các tình huống bất ngờ ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo Stars and Stripes, phương tiện ACV đã thay thế các phương tiện đổ bộ tấn công của Thủy quân lục chiến Mỹ sau cái chết do sự cố của chính lính thủy đánh bộ ngoài khơi Nam California, Mỹ vào tháng 7 năm 2020. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp tình hình các điểm nóng xung đột thế giới ngày 3 tháng 7 của Báo Thanh Niên. Trúc Huỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về các điểm nóng xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi của chúng tôi. Còn bây giờ, mến chào tạm biệt quý vị.